Chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Garage, một podcast của Lifestyle, nơi chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của những người đam mê xe. Tuy nhiên, số phát sóng lần này thì chúng ta không có một khách mời mới, mà chúng ta gặp lại một khách mời cũ của chương trình, đó là anh Bạch Trung. Xin chào, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Rất vui chúng ta lại được gặp nhau một lần nữa. Dạ. Thì sau hơn một tháng, có lẽ là gần hai tháng rồi. Hai tháng đấy. Dạ, hai tháng mình gặp lại nhau thì anh trải nghiệm trên chiếc xe điện E34 này thì có gì mới hơn không anh? Mới hơn thì không có gì mới hơn. Nó có một số những cái sự thay đổi về như anh nói lần trước chúng ta gặp nhau thì anh có nói là chạy cái xe điện này anh cũng cứ phải lưu tâm đến cái chuyện sạc xe đúng không? Và nó trở thành một cái sự có thể nói là phiền phức đối với anh khi vận hành một cái xe. Nhưng mà đấy, sau 2 tháng anh đi, tự nhiên bây giờ cái sự tự tin nó nâng cao lên. Và anh kiểu như anh thường xuyên anh sẵn sàng lôi nó đi xa, lôi nó đến những cái địa điểm mà cách xa những cái trạm sạc gần nhất cỡ khoảng 30-50 cây để camping, để cắm trại, để đi picnic, cũng không thành vấn đề gì. Và thực tế thì anh cũng mới đi về, xe nó cũng hơi dơ các em thấy. Tức là cái sự tự tin nó tăng lên, chứ còn thay đổi thì không có gì thay đổi cả. Em nghe nói là hình như là VinFast mới có một cái bản cập nhật mới á, thì xe anh cập nhật chưa? Anh cập nhật chắc cũng sớm nhất nhỉ ở Sài Gòn á. Khi mà có một cái là anh đòi cho đi cập nhật luôn. Dạ, vậy thì cái bản cập nhật mới thì nó có khắc phục nhiều những cái lỗi mà như trước lần trước anh chia sẻ không? Thật ra lỗi thì nó không có gì lớn lắm. Anh có một cái vướng mắc của cái xe này là khi mà anh đi ở Sài Gòn, những cái lúc mà đường nó rất là đông, nó không phải là kẹt đứng im, mà mình đi với tốc độ rất chậm, nhích, thì cái xe này ở cái tốc độ đó nó có một cái khựng, nó cứ hơi giật nhẹ, nó rất nhẹ thôi, nhưng nó làm cho mình rất là khó chịu. Thì khi mà nhận xe về thì nó giật khá mạnh, sau đấy đi update một lần thì nó lại bớt đi. Và với cái lần update gần nhất ấy, là chạy bây giờ nó mượt tuyệt đối luôn, mượt tuyệt vời luôn. Bây giờ đi kẹt xe đi sướng lắm. Mình cứ ngồi mình nhấp nhấp cái chân ga để đưa cái xe đi trong rừng. Và nói chung là tự nhiên cảm giác như khi mình chạy xe này với cái lúc mà đường nó kẹt xe ấy, nó làm giảm cái sự ức chế đi rất nhiều lần. Kẹt xe đi thì bực mình đúng không? Nhưng mà chạy nó cứ êm êm mượt mượt như này vì cái xe nó cứ trôi đi thôi. Nó không có rung của máy động cơ này, nó không có tiếng ồn, nó không có gì cả. Và cảm giác như cái xe lúc đấy nó, nói chung là êm ru, phê lắm. Có vẻ anh rất hài lòng. Tuy nhiên là em thấy có một cái lỗi mà mọi người bàn tán cũng nhiều ở trên các cái cộng đồng, đó là cái lỗi về cái bình ắc quy á, là mọi người phải thường xuyên kích bình rồi lâu lâu nó bị chết bình á. Thì cũng hơi phiền phức á. Thì không biết là xe anh có gặp cái lỗi này không? Rồi khi update xong nó có hạn chế được cái lỗi không? Từ lúc nhận xe đến bây giờ là anh gặp cái lỗi đó 2 lần. Là lần đầu tiên thì cách đây lâu lâu rồi anh không nhớ, đại khái cũng chừng 3 tháng có khi hơn. Và lần gần nhất là anh bị hết bình ắc quy là cách đây đâu khoảng 2 tuần. Bữa đó là anh đi cắm trại ở Hồ Cốc. Thì sáng hôm sau đi ra xe để cất đồ thì tự nhiên thấy hết bình rồi. Thế là lại lóc cóc lấy cái cục kích bình ra để kẹp vào để nổ máy lên cho nó sạc lại thôi. Thì cái lý do thì anh cũng có trao đổi với một vài người bạn và chơi trong một vài những cái hội nhóm ấy. Và cũng từ cái suy đoán cá nhân của anh thì anh đoán là vì cái xe E34 này nó cũng như một số những cái xe điện của nhiều hãng khác. Nó có cái tính năng gọi là để cho mình theo dõi tình trạng của xe khi mà mình ở xa. Là tức là anh theo dõi thông qua app. Đúng rồi, anh dùng điện thoại của anh mở cái app VinFast ra. Anh biết được xe của anh nó đang ở đâu, nó đang đậu ở vị trí nào, rồi xung quanh xe có gì hay không mình xem camera. Rồi tình trạng pin ra sao, rồi tình trạng xe có lỗi gì không. Tất cả những cái tính năng đấy nó đều thông qua một đống những cái thứ cảm biến trên xe. Và nó báo thông qua cái module 3G, nó báo lên server về cái app của mình. Thì anh đoán ấy, là vì nhiều thứ nó chạy ngầm như thế, nó sẽ làm cho cái tải lên cái bình ắc quy nó cũng lớn. Và có khả năng nó sẽ gây ra cái việc là rút hết bình khi đậu.
Và một cái lý do nữa anh đoán là ở cái địa điểm cắm trại của anh tuần trước anh đi là ở Hồ Cốc, thì anh dùng 3G ở đó nó chậm lắm, sóng nó yếu lắm. Thì cũng như cái điện thoại của anh thôi, khi 3G nó, khi sóng nó yếu thì nó rút pin nhiều hơn, thì có thể là xe đậu ở cái vị trí đấy sóng 3G nó yếu nên nó cũng bị kéo bình nhiều hơn. Vậy thì ngoài cái lỗi về bình ra như vậy á, thì anh nghĩ rằng và anh hy vọng rằng là cái bản update tiếp theo á, thì VinFast cần cải thiện thêm cái gì nữa không? Anh nghĩ là Vin cần phải thêm cái tính năng remote start. Tức là mình giống như trên xe xăng mình có thể đề máy từ xa, bằng khởi động từ xa. Chìa khóa đúng không? Cách khoảng 100m là mình có thể đề máy được rồi. Nhưng mà ở trên cái xe điện này anh thấy trên cái app nó có cái tính năng để mình điều khiển máy lạnh, tốc độ quạt rồi nhiệt độ rồi bật tắt máy lạnh tất cả các thứ, mà cái này điều khiển ở rất xa luôn vì nó thông qua server 3G đúng không? Nên anh có thể ở Hà Nội anh điều khiển ở Sài Gòn được. Tất nhiên cái đó nó không thực tế lắm, nhưng mà ý anh nói đây là cái remote start của cái xe này. Mở sẵn trước khi mình vào xe. Đúng rồi, nó rất là flexible. Và nếu và hiện giờ trên cái app nó đã có cái giao diện để làm việc đó rồi, nhưng khi mình chỉnh thì cái app nó báo là hiện giờ xe của bạn chưa hỗ trợ. Vậy là xe và app chưa đồng bộ. Đúng rồi, xe với app hiện giờ nó chưa đồng bộ, và anh mong muốn là trong cái bản update lần kế tiếp thì họ sẽ đồng bộ hai cái đó lại, và họ cho phép anh chỉnh máy lạnh trước khi anh vào xe khoảng 10 phút để lúc mình vào xe trời nắng và vào xe mát thích hơn đúng không? Thì đó là mong muốn của anh đối với cái bản cái update kế tiếp. Trong giai đoạn vừa qua thì em thấy là thị trường xe điện nó bắt đầu sôi động lên khi mà Audi họ cũng ra mắt một cái dòng xe điện mới, rồi một số đại lý của Hyundai cũng công bố cái giá bán của xe điện á. Thì tuy nhiên là em thấy là trong cái cuộc đua xe điện này thì VinFast họ vẫn nhanh hơn, khi mà vừa rồi họ cho lái thử con VF8 này, anh có tham gia không? Có, anh có thử. Dạ. Thì qua cái trải nghiệm lái thử đó thì anh thấy cái con xe ở ngoài đời lần đầu tiên á, như vậy thì anh thấy nó có khác nhiều so với lúc mà anh tưởng tượng khi mà đặt xe không? Vì anh cũng có đặt mua VF8 và anh cũng khá là háo hức chờ nó, cho nên là khi mà đến lái thử á thì cái ấn tượng đập ngay vào mắt của anh khi mà mình nhìn tận mắt là nó không giống như trên hình. Trên hình là nhìn cái xe nó hiền hơn, nó cao hơn và nó nhỏ hơn. Còn khi mà nhìn tận mắt là thấy cái xe nhìn nó thấp hơn và nó to ngang, nó to bè ra. Và nhìn, nói chung là nhìn cái dáng nó giống như kiểu nó đang xuống tấn, nhìn nó gấu lắm. Tức là nhìn tận mắt là nó tạo một cảm giác là mình phấn khích hơn. Nhìn trên hình thì nếu như một cái xe bình thường, tận mắt nhìn thích không? Vậy cái cảm nhận đầu tiên khi mà anh thấy chiếc xe thì như thế nào? Về cái phần ngoại thất đó, anh đánh giá là sao? Thì đấy, như anh nói là nhìn cảm giác như nó mạnh mẽ hơn, nhìn nó gấu hơn. Nhưng mà còn nói chung thì anh thích cái xe sedan. Nói chung từ trước giờ anh đều thích xe sedan. Nhưng mà qua xe điện thì thật ra cái lựa chọn mua xe sedan nó rất là ít. Và thực ra VinFast thì cũng chưa ra cái xe sedan nào, cho nên là thôi thì mình cứ mua những cái xe mà họ bán gì thì mình mua đấy. Bởi vì như em nói đấy, là VinFast họ rất là nhanh chân trong cái việc làm xe điện ở Việt Nam, mua còn có chỗ mà sạc. Nên là thích thì anh thích xe sedan. Và cái VF8 anh nhìn thì nó không phải sedan, nhưng anh cảm giác như gầm nó thấp và cái vị trí ngồi nó cũng tương đối thấp, và nói chung cũng ok. Em nghĩ do cái lớp pin ở dưới nên nó hạ cái gầm thấp. Anh cũng nghĩ như thế. Bởi vì nếu như mà ở dưới gầm xe nó có một cái cục pin rất to mà, nếu như mà làm sedan gầm thấp thì cái cục pin đấy nó ở dưới nó sẽ làm cái gầm nó quá thấp, cái khoảng sáng gầm nó thấp quá, đi đường nó cạ gần gầm tùm lum. Còn nếu như mà làm cái xe cao lên thì nâng cái vị trí ngồi lên thì còn có chỗ mà để cục pin, thì mình chấp nhận. Em muốn hỏi về nội thất của xe mà hàng ghế sau trước, tại vì em thấy nhiều người họ bình phẩm về cái hàng ghế sau của VF8 lắm. Họ nói rằng là cái con E34 này tuy nó nhỏ hơn nhưng mà hàng ghế sau của nó thoáng hơn, rộng rãi hơn, còn VF8 thì lại chật hơn, do là bố trí thiết kế nó không có hợp lý logic. Thì anh là người đã lái thử rồi thì anh thấy như thế nào? Nó như này này, em cứ hình dung như nếu như bây giờ chúng ta có một cái căn phòng, cùng một căn phòng, chúng ta để vào đó một cái ghế giống như cái ghế cắm trại này này, thì sẽ thấy cái căn phòng này nó thoáng hơn vì cái ghế này nó không chiếm diện tích. Nhưng nếu như mà chúng ta để một cái ghế sofa vào thì rõ ràng là thấy cái căn phòng đấy nó bị cái thể tích, cái không gian nó bị bóp lại vì cái ghế sofa nó rất là to. Nhưng mà em ngồi ghế nào em thích hơn? Chắc chắn là cái ghế sofa.
Cho nên là trên VF8 đúng là bước vào thì cảm giác không gian nó không thoáng như cái E34 này. Thực sự là cái hàng ghế sau chưa một ai bước vào mà họ không khen là sao cái xe này nó rộng thế. VF8 nó không tạo cái cảm giác ấn tượng mạnh như thế. Nhưng mà nói là bảo là chật thì không chật đâu, tức là nó chỉ bớt rộng hơn thôi. Nhưng mà bù lại thì cái ghế của nó rất là, cái mặt ghế nó rất là to, và cái lưng ghế nó cũng làm hõm, tức là nó làm một cái vòng cung, nó ôm lấy cái người của mình. Và quan trọng nhất là cái hàng ghế sau của cái VF8 cả hai bên đều có làm mát và sưởi. Chức năng làm mát ghế à? Làm mát lưng ghế, mặt dưới và mặt lưng này. Mà em thấy cái đó cũng đâu cần thiết ở đường Sài Gòn đâu. Trời, cái đó sao không cần thiết? Chạy đường Sài Gòn em cứ hình dung xem, đường Sài Gòn nếu như mà mình ngồi ghế như mình ngồi ghế ghém chạy này, là mình thấy lưng nó thoáng, mình cảm giác nó thoải mái hơn. Còn nếu như mà bây giờ trời nóng ngồi trong một căn phòng không bật máy lạnh mà ngồi một cái ghế sofa mà da thật, em cảm giác nó bí. Trong khi mà chạy đường ngoài đường cũng vậy thôi. Anh xe điện không... anh cũng không có đi nhiều đến cái mức mà anh cần cái làm mát đó. Thì em nghĩ là nó không phải là quá là một cái option nổi. Không, anh đi nhiều chứ. Vốn dĩ anh cứ nghĩ là xe điện là anh chỉ dành để đi loanh quanh trong phố thôi. Nhưng mà sau chắc cũng khoảng nửa năm anh chạy cái xe này thì anh nghĩ là, và anh chắc chắn luôn là thời gian tới có thể anh sẽ chạy full time, anh chạy xe điện luôn. Và cái VF8 á, anh sẽ đổi cái xe xăng của anh để bù tiền lấy cái VF8. Vin họ có cái chương trình đổi á. À, tức là anh sẽ commit anh chạy xe điện full time luôn á. Cho nên là anh sẽ chạy rất nhiều, và cái tính năng làm mát ghế đấy thì anh thì hay ngồi ghế lái. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy thích thì vợ con mình đằng sau, mọi người đi chung cũng sẽ thấy thích. Cái đó hay lắm. Ghế nó xịn hơn rồi, có thêm chức năng làm mát đó, thì anh đánh giá cái mức độ cao cấp của chiếc VF8 này so với những cái chiếc cùng phân khúc, mà ví dụ như xe xăng đi, thì anh xếp nó ngang với những cái chiếc cùng phân khúc nào? Câu hỏi này hơi khó, vì thật sự thì anh đi xe khác cũng không nhiều lắm, và hầu như là anh không có ngồi ghế sau. Nhưng mà anh so với chính cái xe xăng của anh, là anh đang chạy cái Lux A của VinFast luôn. Và anh đánh giá là xét về mặt chất liệu thì anh thấy nó cao cấp hơn. Và chất liệu những cái chi tiết nội thất khác ấy, là anh thấy nó cao cấp hơn. Những cái đường ghép mấy cái thứ nó cũng tỉ mỉ, nó sát hơn. Và bản thân cái ghế là anh thấy cái chất liệu da nó cũng không hề thua kém, vì cái xe xăng của anh là cũng là da thật. Và quan trọng hơn nữa là chính vì là ghế da thật nó sẽ hơi bí, nó cộng thêm cái làm mát nữa thì nó có ý nghĩa hơn, bổ sung thêm một chút cho cái câu chuyện của chúng ta lúc nãy. Thì đấy, tức là so với chính cái xe anh đang đi hiện tại cũng của VinFast thì anh thấy nó tỉ mỉ hơn. Và cái chi tiết, những cái fit finish, tức là cái mức độ hoàn thiện của nó cao hơn, rõ ràng nó cao hơn cái xe của VinFast, cái xe Lux của VinFast. Hàng ghế trước thì sao anh ha? Em thấy mọi người bàn luận nhiều về cái việc là VF8 không có cái đồng hồ sau vô lăng, và nhiều người chưa quen với cái việc đó. Cái này thì hồi tháng 4 anh có được mời đến nhà máy để lái thử cái VF8. Thì cái ấn tượng đầu tiên của anh sau khi ngồi vào vô lăng cũng là cái đồng hồ nó điến đi đâu mất. Nó không cảm giác nó không quen ấy. Mình ngồi lên mà ngay sau vô lăng nó không có một cái gì cả, nhìn nó rất là kỳ dị. Nhưng mà đến lúc chạy thử thì anh mới nhận ra rằng là hóa ra nó cũng tương đối hợp lý. Vì cái xe đấy nó có cái HUD. Nó có cái HUD, tức là nó hiển thị tốc trên độ kính lái rồi ba cái thứ thông số kỹ thuật quan trọng. Nó hiện thẳng lên kính lái, và cái HUD của cái VF8 này anh cảm giác họ làm khá là ok đó. Tức là với một số mẫu xe hoặc là họ tự lắp thêm hoặc là xe trang bị sẵn thì anh có cảm giác là cái HUD của họ đặt ở cái tiêu cự, tức là cái điểm mà mình cần tầm phải mắt lấy nét nó gần. Ví dụ mình nhìn ở đường là mình phải lấy nét là xa hơn. Mà muốn tập trung vào cái đồng hồ, cái HUD ấy, thì mình lại phải kiểu như mắt mình phải điều tiết một tí. Còn cái VF8 thì anh không có cảm giác đó. Anh cảm giác như cái số liệu hiển thị của cái HUD nó nằm lơ lửng ở cùng cái điểm trên mặt đường anh đang nhìn luôn. Tức là anh cảm giác như họ làm cái HUD này khá tốt đấy. Và chính vì thế cho nên là nó làm cho cái cảm giác
nó làm cho cái chuyện cần thiết của cái đồng hồ ngay trước mặt nó bớt đi. Tuy nhiên rằng là anh vẫn cảm giác như là thiếu một cái gì đó nó quen thuộc, cái gì đấy nó rất là thân quen, mình lên mình nhìn ngay mà không có là thấy nó lạ lạ. Đúng rồi. Nói về cái HUD đó thì hầu như sau này thì mọi người có nâng cấp cái option đó nhiều, đặc biệt là những cái dòng xe BMW hay là Mercedes mà các bạn mà em chơi cùng á, thì họ phải bỏ tiền để họ nâng cấp cái đó. Tuy nhiên VinFast thì nó có sẵn luôn. Mà còn cái việc bỏ đồng hồ đi thì bản thân em nhìn cũng cảm thấy nó trống trải, mặc dù em vẫn thích nhìn trên HUD hơn. Nhưng mà cảm giác nhìn nó vẫn hơi trống trống và nó kiểu như là nhìn nó hơi buồn buồn cái xe. Thế bây giờ anh hỏi lại, anh hỏi ngược lại em, nếu như bây giờ em chọn một cái xe chỉ có HUD với một cái xe chỉ có cái bảng đồng hồ trước mặt, không được chọn cả hai, thì em sẽ chọn cái nào? Em cảm giác là cái HUD nó vẫn có tính công nghệ hơn à. Đó, và mình lái xe mà mình nhìn HUD nó tiện mắt hơn. Đó. Còn HUD trên xe VF8 thì em chưa lái, nhưng mà những cái dòng xe khác thì khi mà em lái thì em vẫn thích nhìn trên HUD hơn. Tức nhưng là nếu nhưng mà khi nó bỏ đi á, mình nhìn vô cái vô lăng nó hơi bị trống, và đặc biệt là đối với những người mà hay sống ảo á, thì rất là thích chụp tay trên vô lăng và nó có đồng hồ thì nhìn nó xịn hơn đó. Thì đó là đúng cái anh không nghĩ chuyện này. Tức là bây giờ mình lái xe mà quay phim giống ảo đó, tuy nhiên chỗ đấy nó trống nhìn nó cũng xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó là một cái mà cũng phải đánh đổi khi đúng rồi, cũng phải trong việc thiết kế. Nói chung thì anh vẫn muốn có cái đồng hồ đó. Nhưng mà nếu như mà như thực tế anh lái thử thì anh thấy là VinFast quyết định bỏ cái đồng hồ đó đi mà thay bằng cái HUD thì anh cảm giác là cũng dùng được. Tại vì thực sự là cái HUD họ làm khá ok, dùng tự nhiên lắm. Thì đó là về mặt nội thất trong xe rồi mọi thứ ha. Thế còn khi lái, cái cảm giác lái của anh như thế nào? Anh cảm nhận như thế nào về khi anh lái con VF8? Cái VF8 thì cái điểm chê đi, tại vì khen nhiều quá liệt kê dài lắm. Nói chung tất cả mọi thứ đều ok. Nhưng cái điểm chê lớn nhất của anh chê cái VF8 đó là nếu như mà ôm cua rất gấp, tức là kiểu mình vật cái xe vào cua nó bị nghiêng, bởi vì anh không có nắm rõ tất cả những cái thông số kỹ thuật, những cái thiết kế anh cũng chưa lật gầm nó lên anh nhìn kỹ được họ làm hệ thống treo như thế nào. Nhưng mà cái điểm đấy, cái điểm chê lớn nhất của anh là cái xe đấy cảm giác như nó hơi bị nhao, tức là nó cảm giác mình không chắc chắn, mình không tự tin lắm. Là anh đang nói ở đây là anh đang đi trong cái điều kiện vận hành khá là căng, vì bữa đó trong nhà máy thì mình cứ tự tin mình đóng thôi, thì ôm cua ai cũng vào cái cua đấy 60-70 cây hết á, bánh kêu két, nhưng mà anh cảm giác như nó hơi nghiêng nhiều quá. Đó là lần anh thử vào tháng 4, còn bây giờ thì nó có khác gì không? Cái lần vừa rồi anh lái thử ở quận 9 thì thật ra là lái ở trong cái đường công cộng. Lái trong cái đường nội khu của Vinhome à. Yeah. Và nó là đường công cộng thì anh cũng chạy từ tốn, anh cũng không chạy quá. Cho nên anh thấy nó ok. Tức là nếu như mình chạy một cách từ tốn thì mình thấy tất cả mọi thứ đều rất là ok, nhẹ nhàng, máy rất mạnh, vô lăng cũng nhẹ. Tức là nó đủ nhẹ để mình cảm thấy không phải cố gắng, mà nó vẫn có một cái feedback tương đối tốt. Tức là mình vẫn cảm giác mình đang lái cái xe chứ không phải là mình như kiểu mình chơi game. Một số những cái xe vô lăng nhẹ quá anh cũng không thích, thì cái VF8 anh thấy nó cũng cân bằng. Dàn treo ok. Gì nữa nhỉ? Tăng tốc thì sao? Tăng tốc trễ chân ga rồi này kia rồi có. Không trễ tí nào. Nó có một cái điểm khác so với hồi tháng 4 là anh chạy ở nhà máy là chỉ có chế độ sport. Thì hôm bữa anh lái thử ở bên quận 9 thì nó có chế độ sport và nó có chế độ eco. Thì bữa đó anh có thử cái chế độ eco của nó, và coi như thử cả hai, vừa tăng tốc vừa giảm tốc. Thì cái chế độ eco của cái VF8 là có một cái tin rất là mừng, là nó chạy mượt y như cái E34 sau khi upgrade. Nó không hề bị khựng một tí nào luôn, nó mượt lắm, mượt ghê gớm. Nó cái E34 lẽ ra nó phải như thế từ đầu, nhưng con VF8 thì anh nghĩ là họ test lâu hơn, nhưng mà nói chung là chạy cực kỳ mượt. Và quan trọng hơn nữa là cái lúc mà mình buông ga dùng cái tính năng thắng tái tạo năng lượng của xe thì nó gửi cảm giác nó như nào nhỉ, nó mạnh hơn E34, bởi vì nó có hai chế độ, một chế độ là gửi vừa vừa và một chế độ gửi mạnh hơn. Thì anh thích để cái chế độ gửi mạnh hơn, cho nên là buông ra cái là xe nó rúi lại. Nói chung rất là ok.
Cái chế độ sport thì nó mạnh, nó nhạy và chạy nó cứ chồm 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 chồm, nhưng mà nếu mà đi hàng ngày để eco phải mượt như thế thì mới thích, thực sự rất thích. Thấy anh có vẻ là hài lòng với VF8 nhiều. E34 là một cái con mà chỉ dành cho thị trường Việt Nam thôi, còn VF8 thì là con mà Vin tham vọng đánh ra thị trường quốc tế, đến những thị trường khó tính như là Mỹ với châu Âu. Thì theo qua đánh giá và cảm nhận của anh á, thì anh nghĩ là VF8 có cơ hội nào ở những thị trường đó không? Cơ hội thì đương nhiên là sẽ có. Có điều là có bao nhiều nhiêu? Hay có ít. Tất nhiên như này, anh sẽ giả bộ suy nghĩ một cách vĩ mô một chút. Thì anh nghĩ như này, ở Việt Nam cái lợi thế cạnh tranh của VinFast về xe điện có thể nói là gần như tuyệt đối. Họ đi trước, họ đầu tư cực kỳ nhiều thời gian lẫn tiền của để triển khai hệ thống trạm sạc. Họ có một cái roadmap rất lớn về chuyện ra mắt các mẫu xe, rồi lái thử, rồi đặt trước tùm lum các thứ. Cho nên là nói chung anh thấy ở Việt Nam thì cái cơ hội cạnh tranh của họ là rất lớn rồi đó. Các hãng khác muốn cạnh tranh với Vin về riêng mảng xe điện là cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà ở nước ngoài thì khác. Những cái lợi thế ở Việt Nam mà VinFast đang có, ở nước ngoài họ không có. Ví dụ như trạm sạc, ở nước ngoài họ không có triển khai cái hệ thống như thế. Họ sẽ phụ thuộc vào cái hệ thống trạm sạc sẵn có của quốc gia đó. Có thể họ sẽ liên kết với một những vài đơn vị nào đó. Nhưng nói chung anh nghĩ là cái lợi thế của họ nhỏ. Cái lợi thế về giá thì có thể có, họ cũng sẽ có một vài chương trình khuyến mãi, anh đoán vậy. Nhưng mà anh nghĩ là với cái mức giá xe tương đối rẻ ở nước ngoài thì cái đó nó không có ý nghĩa lớn như ở Việt Nam. Về mặt chất lượng xe thì anh đánh giá là cái lợi thế cạnh tranh của Vin ở nước ngoài hiện giờ là chưa có, bởi vì họ chưa ra một cái mẫu xe nào cả. Khách hàng chưa đi thử, họ không thể đánh giá được. Họ sẽ đặt ra một cái câu hỏi là bây giờ thay vì tôi đến mua sẵn một cái thay vì bây giờ tôi mua một cái xe nó có sẵn, đã có nhiều người đi rồi, lỗi phải gì cũng đã biết rồi, tại sao tôi lại mua cái xe của ông VinFast? Lỡ có lỗi thì sao, rồi dịch vụ trước bán hàng sau bán hàng như thế nào, chưa được trải nghiệm. Tất cả những cái đấy nó đều là cái dấu hỏi đối với người dùng ở nước ngoài. Cho nên thật ra mà nói, anh đánh giá cái cơ hội cạnh tranh của VinFast ở nước ngoài thì đương nhiên là vẫn có. Nhưng mà cao đến mức nào thì anh đoán là phải cần thời gian. Bởi vì khi mình chưa bán xe, khách hàng họ chưa có trải nghiệm thì như anh nói đấy, tất cả mọi thứ nó đều là dấu hỏi. Cho nên bây giờ bảo là có thể cạnh tranh được tốt hoặc không cạnh tranh được cũng đều là cái chuyện đoán, nó không có cơ sở. Vì bản thân bây giờ đến cái VF8, khi anh chạy cái VF8 ở Việt Nam, khi anh nhận xe anh chạy, thì có thể anh sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Còn bây giờ chưa có xe anh không trả lời được. Nhưng mà đương nhiên cơ hội thì ai cũng có. Và em cũng nghe nói là hình như là có đến 1.000 người đặt cọc mới sau cái buổi lái thử đó. Thì em thắc mắc là thực sự là VF8 nó hấp dẫn đến cỡ nào mà người ta lại đặt cọc nhanh đến như vậy sau một cái lần lái thử. Thì đối với anh thì anh ba lý do mà anh nghĩ rằng mà VF8 thuyết phục người dùng nhất là gì? Thật ra nó như thế này, cái lý do đầu tiên thuyết phục người dùng VF8 không hẳn là liên quan đến cái VF8 đâu. Nó là cái vấn đề xe điện nói chung. Vì cách đây vài ba hôm, một tuần, hơi tuần gì đấy, đại khái anh có đọc một cái bài báo ở trên cái website nào, cái gì, oto.com.vn gì đấy, đúng không nhỉ? Họ có làm một cái khảo sát. Khảo sát về xe điện thì phải, em có coi. Đúng không? Thì anh nhớ mang máng cái con số ở trong cái đó là khoảng 80% những người được khảo sát là họ có quan tâm đến xe điện. Và có khoảng một nửa là họ sẽ mua xe điện trong vòng một năm tới, đúng không nhỉ? 45-50% gì đấy. Thì cái khảo sát đó cho thấy là cái mức độ quan tâm của người dùng ở Việt Nam đến xe điện nó đang cao. Lý do thì dễ thôi, xăng đợt này nó tăng giá, làm cho mọi người tìm đến một cái phương án nào đấy nó rẻ hơn. Rồi thì báo đài cũng nói đến xe điện nhiều, rồi bản thân VinFast và những hãng khác cũng quảng cáo những cái xe điện của họ, tức là làm gây cái sự lôi cuốn, cái sự chú ý của người dùng đến xe điện, cho nên là họ quan tâm đến nhiều hơn. Đấy là lý do đầu tiên.
Cái lý do thứ hai thì anh đoán là như này, họ khi họ đến xem thực tế thì như anh nói đấy, là bản thân anh cũng vậy thôi. Anh nhìn hình thì anh thấy cái xe VF8 cũng ok, cũng đẹp, nhưng mà thực tế khi nhìn là thấy cảm giác nó mạnh mẽ, nó khỏe khoắn, nó gấu, tức là tự làm cho mình phấn chấn hơn, làm cho mình có cái động lực để về xin tiền thêm 40 triệu nữa để vào cọc chốt ký hợp đồng hơn. Và cái cuối cùng, cái thứ ba nó mới là cái lái thử thực tế. Bởi vì anh tin là chưa có nhiều người trong cái buổi lái thử đó đã từng lái xe điện đâu. Mặc dù E34 cũng ra mắt được vài tháng nhưng mà anh đoán là cũng nhiều người chưa đi. Cho nên là bữa đó sau khi lái thử xong, họ sẽ thấy cái sự khác biệt của xe điện với xe xăng. Là tại sao xe nó đi nó êm như thế, nó tăng tốc nó mượt, nó nhanh như thế, rồi cảm giác bên trong ghế, rồi như anh nói lúc nãy đấy, là các cái chi tiết nội thất các thứ nó hoàn thiện, nó tỉ mỉ hơn, nó vừa khít hơn. Tức là anh đoán cái lý do thứ ba mới là cái lý do là cái trải nghiệm thực tế. Còn thì đấy, anh nghĩ ba cái lý do đó làm cho cái việc mà hơn 1.000 người đã... Em nghe bảo như vậy. Ừ, thì anh cũng không biết con số bao nhiêu, nhưng mà thực sự là chắc chắn, anh tin chắc chắn là sẽ có nhiều người họ sẵn sàng cọc thêm để ký hợp đồng mua cái xe VF8 sau cái buổi lái thử vì ba cái lý do đó. Mà em thấy đi lái thử cũng đông, lần đầu tiên mà lái thử mà phải đi xếp hàng giống như là mình đi bệnh viện hồi xưa vậy đó. Ừ. Khá là sôi động. Anh cũng phải xếp hàng mất một lúc lâu lâu đấy, 2 tiếng. Trong cái phân khúc xe điện thì xe VinFast đang chiếm ưu thế rất tốt ở thị trường Việt Nam. Theo như em thấy nha, thì hồi xưa khi mà nhắc tới xe máy á, thì người ta nghĩ ngay tới Honda, xe Honda, thậm chí người ta nói là xe Honda, rồi xe ô tô thì là Toyota. Thì anh có nghĩ rằng, theo như anh á, thì anh có nghĩ rằng là khi mà nhắc tới xe điện người ta sẽ nghĩ tới VinFast không? Khách quan nhất có thể thì anh nghĩ là có thể cũng sẽ có một ngày họ sẽ nghĩ đến xe điện, họ sẽ nghĩ đến VinFast thật. Nhưng thực sự mà nói thì anh không mong cái ngày đó nó xảy ra. Tại sao? Bởi vì cạnh tranh là tốt mà. Nếu như mà VinFast họ chiếm thị trường Việt Nam một cách tuyệt đối, những hãng khác họ mất động lực để họ cạnh tranh luôn. Phải đầu tư chạm sạc này nọ kia, họ nhập xe vào bán không được bao nhiêu, lắp chạm sạc ở lỗ. Tức là ý anh nói là đến một cái ngày nào đó, nếu như có cái chuyện VinFast họ chiếm thị phần quá lớn về xe điện ở Việt Nam, thì anh nghĩ đó cũng không hẳn là một cái điều hay đối với người tiêu dùng. Bởi vì nói gì nói chứ anh cũng muốn trải nghiệm những cái mẫu xe khác nữa chứ, chả lẽ suốt đời đi xe VinFast. Tức là nếu như mà sẵn sàng bây giờ anh chạy xe điện, anh cảm thấy thích đến cái mức mà anh sẵn sàng anh commit, anh đổi cái xe xăng anh đi thường xuyên để lấy cái xe điện, anh đi xe điện là xe chính luôn, thì anh cũng muốn đi xe điện của những hãng khác nữa. Chứ còn nếu mà VinFast họ làm cái đó quá mạnh, họ độc chiếm thị trường, thì tôi đành phải mua xe VinFast. Thì đó là một cái câu chuyện tương lai xa, nhưng mà hiện tại ở thời điểm này á, thì anh thấy là cái việc định vị của VinFast nó đã tới cái mức độ đó chưa? Vì những người mà họ thực sự có để tâm đến thị trường xe điện thì chắc chắn là họ sẽ biết xe điện hiện giờ là đáng mua chỉ có mỗi VinFast này. Bởi vì nếu như bây giờ anh mua Porsche Taycan đi chẳng hạn, 7 tỷ, chạy loanh quanh rồi cũng phải về nhà để sạc. Nếu như bây giờ anh mua cái xe gọi là bình dân đi, là gì nhỉ, Hyundai Ioniq 5, yeah, cũng đâu khoảng 2 tỷ. Rồi thì chạy loanh quanh cũng phải về nhà sạc. Nó sẽ là chỉ là những cái xe để chơi, nó không phải là cái xe để mình dùng. Còn VinFast thì như anh nói lúc đầu, cái lúc mà mình nói mới nói chuyện với nhau, bây giờ anh sẵn sàng vác xe đi cắm trại luôn, chui xuống biển, leo lên rừng, chả ngại gì cả, chạm sạc nó cũng sẵn, mà kẹt quá thì có cứu hộ pin 300.000 một lần cũng được. Dạ. Vậy thì đối với Tesla thì sao? Tesla sẽ đứng đầu so với VinFast khi mà ở thị trường Việt Nam nha, khi mà Tesla là một cái tên khá là nổi trên thế giới về xe điện. Ở thị trường Việt Nam thì anh nói rằng là Tesla không có cửa, một cách ngắn gọn. Dài dòng hơn một chút thì anh lấy một cái câu chuyện như thế này. Anh có một cậu bạn, cậu ấy mua một cái xe Tesla 3. Và vì một cái lý do gì đó nó hỏng cục pin, hỏng cái bộ pin chính ấy. Và loanh quanh đâu đấy tìm cách sửa mãi không được, cuối cùng phải mang bán cho một cái gara. Và sau đó cái gara
cũng loay hoay làm sao đấy thay được một bộ pin mới vào. Bởi vì là Tesla hiện giờ không có dịch vụ chính hãng, nên tất cả những cái vấn đề đấy nó trở nên rất là khó khăn. Thì cái câu chuyện đó anh cũng nghe nói thôi, chứ anh không biết nó xảy ra thực sự là như thế nào, chi tiết là sao, nhưng mà ý anh nói ở đấy tức là xe Tesla thì có rất nhiều điểm hay, đương nhiên họ cũng có điểm dở, nhưng ý anh nói ở đây là họ vẫn là những cái, họ vẫn là cái thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới. Nhưng ở Việt Nam thực sự mà nói rất khó cạnh tranh với VinFast, bởi vì như em cũng thấy là mình chạy xe mình cần dịch vụ, mình cần hỗ trợ, mình cần trước bán hàng sau bán hàng, chứ đâu phải cứ mua cái xe về là đi hoài đến lúc hỏng sửa đâu. Nên anh nghĩ Tesla ở Việt Nam không cạnh tranh được với Vin hiện tại và trong tương lai gần chắc cũng khó lắm. Dạ. Như lần trước mình có nói thì anh có chia sẻ rằng theo như quan điểm của anh thì phải 10 năm nữa thì thị trường xe điện của Việt Nam nó mới thực sự là phát triển mạnh mẽ. Đó. Tuy nhiên thì so với lại bây giờ đi, cái sự tham gia mới của các hãng khác trong phân khúc xe điện, rồi VinFast nó, họ ra nhiều xe hơn đó, thì anh có nghĩ rằng cái khoảng thời gian đó nó sẽ rút ngắn lại hơn không? Cũng khó. Bởi vì cái này đó tôi thần là đoán thôi. Thì đúng là anh có nhận thấy có nhiều những cái động thái thay đổi của thị trường về xe điện, chẳng hạn như trong vòng 2 tháng vừa rồi thì đấy, Audi giới thiệu xe điện nhỉ. Rồi Mercedes, anh cũng có nghe nói một người bạn anh làm ở Mercedes nói là hình như cuối năm nay cũng có EQS. Tức là mình cũng nghe nói thôi. Yeah. Là họ cũng sẽ giới thiệu xe điện Việt Nam, rồi từ những đến Hyundai cũng công bố giá bán cho IONIQ 5. Tức là sao, cái thị trường xe điện ở Việt Nam là được những cái hãng trên thế giới họ đều ghi nhận và họ đều có những cái động thái giới thiệu sản phẩm. Ít hay nhiều thì cũng có. Cho nên rằng là rõ ràng anh có cơ sở để tin rằng cái thị trường xe điện Việt Nam nó sẽ tăng tốc nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ hỏi anh rằng có giảm bớt từ 10 xuống 5 không chẳng hạn thì anh chả biết là có nên hay không, bởi vì anh cũng đoán thôi mà. Nó còn phản ứng của người tiêu dùng. Đúng rồi, nó còn phản ứng người tiêu dùng nữa. Thì anh thấy phản ứng của người tiêu dùng thế nào khi mà em thấy họ cũng đặt xe điện nhiều rồi, những cái xe mới ra thì họ cũng đi lái thử nhiều hơn đó. Thì anh có nghĩ rằng người tiêu dùng họ cũng tiếp nhận nhanh hơn về cái sự thay đổi này không? Anh nghĩ như thế này, nếu như đứng từ góc nhìn người tiêu dùng, anh tin rằng là nếu như có sự xuất hiện của các hãng khác ở Việt Nam xe điện á, thì nó sẽ làm tăng tốc cái sự phát triển thị trường xe điện hơn. Bởi vì như thế này, bây giờ nếu như anh đi mua xe điện mà anh chỉ có một lựa chọn duy nhất là VinFast, thì anh có thể anh sẽ chưa mua vội, bởi vì anh đâu biết ông Vin ông làm xe tốt hay không đâu. Lỡ đâu một ông nước ngoài nào đấy, ông Nissan, ông Honda, ông Toyota nào đấy cũng làm xe điện ngon hơn thì sao? Nên là thôi cứ từ từ chờ. Nhưng nếu như mà bây giờ anh có thể đi thử xe của xe VinFast và anh đi thử xe của xe Toyota và anh rút ra được kết luận là xe của ông VinFast ngon hơn hoặc là xe của ông Toyota ngon hơn, thì anh sẽ có cái quyết định mua ngay một trong hai cái đó. Tức là khi mà người tiêu dùng họ có nhiều sự lựa chọn thì họ dễ đưa ra cái gọi là cái quyết định của mình hơn. Chứ bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất thì ai biết nó ngon hay dở. Nên là cứ chờ, mua ngay lỡ đâu hố. Anh thật sự cái sự cạnh tranh trên thị trường nó chỉ có lợi cho người tiêu dùng chứ không có gì hết. Độc quyền đâu phải tốt đâu. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay và cái câu chuyện về xe điện VinFast cũng như là những tầm nhìn sắp tới. Thì em nghĩ là qua hai số podcast vừa rồi thì những cái người mà họ đang phân vân ngoài kia thì chắc là họ cũng có cái góc nhìn nó tổng quát hơn và có cái quyết định dễ dàng hơn cho việc cân nhắc giữa xe điện với xe xăng hay là quyết định mua một chiếc xe điện. Thì cảm ơn anh Trung đã chia sẻ cùng The Garage ngày hôm nay. Cảm ơn Tiểu Yến và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình, hơi dài một tí. Và đó cũng là nội dung của số podcast tuần này của The Garage. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo.